Thưa quý vị, tại cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc vào chiều qua, ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lần này là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban chỉ đạo. Sở chỉ huy của chiến dịch tiêm chủng lần này đặt tại Bộ Quốc phòng do một đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân làm chỉ huy, có sự tham gia của nhiều bộ. Sẽ có 8 kho bảo quản vaccine COVID-19 được thiết lập, trong đó một kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 quân khu trong toàn quốc, để khi vaccine về đến sân bay là ngay lập tức vận chuyển về các kho này để bảo quản. Các kho đều phải đạt tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt GSP, từ đó các xe lạnh vận chuyển vaccine tỏa đi các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.